Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia một dự án xuyên DeFi để tham gia giá hôm nay. Mới clip phần link mô tả dưới video mở từ đó một start chatbot nè mà. Rồi mình sẽ nhận được 1.000 token có cái hiệu là ZFI nè mà. Red 100 một token này đang bán chương trình 0.001 token là bao nhiêu? Dự án này cũng đang kiếm được 10 đô vậy. Rồi bạn cho anh chào ai góp nha mà. 0.1 thì nó 100 đô. Sau bao nhiêu thì bao nhiêu. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè các bạn. Các bạn join sao nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn copy cái tag này các bạn. Các bạn like đi tới comment. Rồi các bạn copy cái tag này nè. Follow, like, comment, service thì các bạn nhấp vào tweet. Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Xuống đây like và tweet bị giết cái game nữa nè, bạn like nè. Tốc càng này sẽ list sàn bằng cái swap quá. Rồi bạn trích dẫn cho tweet nha các bạn. Bạn bắt cái tắt vào đây. Rồi, các bạn tắt lại luôn đi các bạn. Các bạn comment nó cái nữa luôn đi các bạn. Không sao hết. Sorry. Bình luận chứ. Thôi còn bỏ luôn được nữa các bạn. Hơn nào đi. Rồi tiếp tục các bạn bấm submit đi tên nha các bạn. Chết bà quên tăng 3 người bạn vào. Các bạn tăng 3 người bạn vào nữa nha các bạn. Rồi mà bấm đòn. Chút xíu nữa mình đòn tăng 3 người bạn vào. Tiếp tục submit profile link Twitter của tất cả các bạn nha mọi. Mình nhanh quá mình thì các bạn mở tờ Twitter các bạn vào trang cá nhân các bạn vào qua qua trong cùng bạn chia sẻ bạn sao chép liên kết nha bạn thì mình copy cái tờ Twitter mình nè bạn username tờ Twitter mình nè bạn rồi bạn mới đập lại bắt vào đây mình gửi cho bot nè bạn tiếp tục bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain nha các bạn thì các bạn có thể dùng địa chỉ với Ethereum trên chiếu chút của đất Amenet nền tảng BNB Smart Chain vào rồi các bạn sao chép lên các bạn 1 nền tảng BNB Smart Chain là một nền tảng được ra mắt vào ngày mùng 9 tháng 12 năm 2021 nha các bạn. Ồ 29 tháng 11 chứ. À tháng 10 hay 11. Cầm bắt vào. Rồi các bạn join vào kênh iShop Ninja của nó các bạn bấm đón nha các bạn. Follow. Tiếp tục Z. Rồi tiếp tục các bạn lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.